Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 57 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Mẫu đơn lệnh chủ lúc này lên tiếng nói: "Các hạ đến đây có điều chi chỉ giáo chăng?" Thâu Thi Khách cười quái gở một tiếng rồi nói: "Tiểu lão nhì đến đây thù sát bằng hữu vậy?" Mẫu đơn lệnh chủ lại hỏi: "Bằng hữu của các hạ là ai vậy?" Thâu Thi Khách nói: "Còn ai vào đây nữa, chính là ba lão nhì đang bị người dốt trong địa nguyệt dưới tháp đó." Mẫu đơn lệnh chủ ngạc nhiên liền hỏi: "Họ là bằng hữu của các hạ sao?" Thâu Thi Khách nói: "Đúng vậy, chính là bằng hữu của tiểu lão nhì đó." Mẫu đơn lệnh chủ cười khải rồi nói: "Chôn xác dưới tháp tự viện, cao tăng trong viện sẽ luôn tiện siêu độ cho họ, như vậy chẳng hay hơn sao? Còn thu xác làm gì nữa?" Thâu Thi Khách lắc đầu nói: "Không được, tiểu lão nhì phải làm chút nghĩa vụ bằng hữu mới được." Mẫu đơn lệnh chủ lại nói: "Vậy thì các hạ cứ việc thu xác họ đi." Thâu Thi Khách đưa mắt quét nhìn Trần Gia Lân đang nằm dưới chân của bà ta một cái rồi nói: "Khoan đã, có lẽ tiểu tử đánh ca cũng đã chết rồi, để tiểu lão nhì thu xác hắn trước." Nói xong ung dung cất bước liền. Mẫu đơn lệnh chủ bỗng rút kiếm chĩa vào ngực của Trần Gia Lân rồi lạnh lùng nói: "Còn hắn thì không dám làm phiền các hạ đâu, bản tòa sẽ sai người liệu cho hắn sao?" Thu Thi Khách thản nhiên tiến tới. Mẫu đơn lệnh chủ lớn tiếng nói: "Nếu các hạ tiến tới một bước nữa thì thanh kiếm này sẽ đâm thủng ngực của hắn ngay." Thu Thi Khách dừng bước lại, mặt hơi biến sắc rồi nói: "Tôn Phi Yến, tiểu lão nhì khuyên người chớ làm quá, hãy buông hắn ra." Mẫu đơn lệnh chủ nói với giọng cương quyết: "Không thể được." Thâu Thi Khách trầm mặt giây lát rồi nói: "Người muốn làm gì hắn nào?" Mẫu đơn lệnh chủ lại nói: "Chẳng làm gì cả, mang hắn về chăm sóc cho tử tế thế thôi." Trần Gia Lân trông thấy rất rõ ràng, đồng thời cũng nghe rất rõ ràng, có điều miệng không thể nói và tay chân cũng không cử động được mà thôi. Thâu Thi Khách trầm giọng nói: "Có thật người không buông tha hắn ra chăng?" Mẫu đơn lệnh chủ cười lạnh lùng rồi nói: "Các hạ có biết giữa hắn và bản lệnh có mối quan hệ như thế nào không?" Thâu Thi Khách gật đầu nói: "Được, được rồi, món nợ này giao lại cho Trần Đình Lăng tự giải quyết, tiểu lão nhi đành thu xác cho bằng hữu là hơn." Nói xong quay người vác cổ quan tài lên, chạy về hướng cửa thác. Không có một ai xuất thủ ngăn cản hắn, tất cả đứng nguyên tại chỗ không cử động chút nào. Thu Thi Khách thản nhiên bước vào bên trong thác. Mẫu đơn lệnh chủ lúc này lạnh lùng cười nói: "Rút lui vào." Vài chục cao thủ lần lượt phi thân vượt tường rời khỏi hết. Một đại hán có thân hình dạm dở vác Trần Gia Lân lên, theo sau mẫu đơn lệnh chủ vượt tường nhảy ra ngoài. Kêu đùng một tiếng long trời lở đất, cái đó là những tiếng sụp đổ kêu ầm ầm nghe thật là kinh hồn. Tức thì tòa Phật tháp nguy nga biến thành một đống gạch vụn to bằng một đồi đất. Đầu óc Trần Gia Lân kêu ùng một cái, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Mẫu đơn lệnh chủ cười như điên cuồng: "Đại sự yên rồi." Ánh sáng như lửa ma sôi vào trong song sắt to bằng bắp tay và bức tường giá lạnh như băng tuyết. Bên ngoài song sắt là một lối đi rộng hai trượng, hai đầu gối đi là ngõ cụt. Ngay giữa lại có một đạo cửa song sắt, ngoài cửa là một thông đạo tối om, chứng tỏ rằng đây là một địa đạo kiên cố. Ngoài cửa song sắt luân phiên canh gác, vì bên trong có đốt đèn nên mọi cảnh vật ở trong địa đạo trông rất rõ ràng sáng tỏ. Trần Gia Lân hai tay ôm đầu gối ngồi ở trong góc địa lao. Hắn chẳng biết nơi đây là đâu cả, cũng không biết bây giờ là canh mấy rồi. Hắn chỉ nhớ mình đã dùng qua hai bữa cơm nước trong địa lao. Từ lúc bị nhốt trong địa lao đến bây giờ, hắn chưa nói chuyện với ai hết. Do bởi diệu dụng của Ôn Ngọc Bình, công lực của hắn đã khôi phục từ lâu, nhưng muốn thoát hiểm thì khó khăn như lên trời.
nhân lực không thể phá vỡ song sắt nọ, huống chi bên ngoài còn có người canh gác. Hắn chẳng biết mẫu đan lệnh chủ sẽ đối phó thế nào với mình đây. Điều làm cho hắn đau buồn nhất là Thâu Thi Khách đã thành tro tàn, còn Túy Ông, Điên Ông, Trường Thiệt Thái Công thì chôn xác dưới lòng tháp. Tính đi tính lại thì chẳng còn bao nhiêu người có thể ra mặt đối phó với Thiên Hương Môn nữa. Hắn cho rằng mẫu đơn lệnh chủ nhốt mình làm con tin nhằm mục đích khống chế phụ thân và sư đệ Thất Tâm Nhân ra mặt. Thế nhưng có ai biết mình đã bị cầm tù chăng? Nếu muốn thoát thân, ngoại trừ kỳ tích xuất hiện. Kế bên cách một bức tường đá rất dày là một phòng lao nối liền. Hình như có ai bị nhốt trong đó. Hắn nghe thấy có tiếng bước chân rất khẽ. Có thể tưởng tượng rằng người có tư cách bị nhốt trong hắc lao này ắt phải là một nhân vật phi thường. Cửa song sắt ở vòng ngoài được mở và một tiếng kêu sột soạt nghe rất là đinh tai. Hắn hận đến đội không muốn ngước đầu lên nhìn. Còn đối phương lại đến giờ đưa một bát cơm nguội và một bình nước uống vào nhà lao. Tiếng chân bước dừng lại một hồi rồi không có động tĩnh gì cả. Hắn cảm thấy hơi có chút không cầm lòng được, ngước đầu lên nhìn. Tức thì khí huyết ở trong người sôi lên sùng sục, lửa giận và sát khí bốc lên đùng đùng. Thì ra chính là Hoa Thái Tuế Chúc Long đứng ở bên ngoài, mặt lộ vẻ cười rất là giảo quyệt. Hắn muốn nhảy giọt tới băm sát gã này ra thành từng mảnh vụn. Hắn chỉ đi được có hai bước bỗng dừng bước lại. Hắn sực nhớ rằng hai bên cách ly bởi một đạo song sắt. Hơn nữa nếu để cho đối phương phát hiện công lực của mình vẫn còn đầy đủ thì hậu quả thật là vô cùng nghiêm trọng. Lúc đó chớ hòng có mãi may cơ hội thoát thân. Chúc Long cười lạnh lùng một tiếng rồi nói. Nên gọi ngươi là Lãnh Diện Quái Khách hay là Ngư Lan đây hả? Trần Gia Lân cố đè nén cơn lửa giận ở trong lòng xuống, không thèm đến xẻ tới gã. Chúc Long lại nói tiếp. Ngư Lan, ta nghĩ rằng nên gọi như thế thì thích hợp hơn. Bây giờ ngươi đã hối hận, không chịu an phận ở lại Hồ Bà Dương đánh cá rồi chứ. Ngươi vẫn còn hy vọng sống đến khi nào mất hết giá trị lợi dụng. Trần Gia Lân dùng giọng mũi hừ một tiếng, lại muốn phi thân nhảy giọt tới lần nữa. Nhưng cuối cùng hắn đã nhẫn nại. Chúc Long cười khải một tiếng rồi nói. Ngư Lan, ta đặc biệt tới đây báo cho ngươi hay một tin vui. Nghe nói ngươi và Võ Lâm Tiên Cơ Đào Ngọc Phân từng có danh phận vợ chồng. Ta thành thật cảm tạ ngươi giữ cho nàng được trong sạch đó. Trần Gia Lân rung bắn người lên rồi nói. Họ Chúc kia, ngươi nói thế nghĩa là sao hả? Chúc Long dưng dưng tự đắc cười ha ha một tiếng rồi nói. Có sao đâu. Ngày mai sẽ là ngày đại hỷ của tại hạ. Ta sẽ sai gã cai tù đưa chút ít rượu thịt vào đây cho ngươi, để ngươi cùng hưởng chút không khí vui vẻ. Tiếng cười nghe đinh tai nhức óc, khiến cho Trần Gia Lân giận đến đội muốn nhảy giọt đến bên cạnh của khung sắt. Chúc Long bất giác lùi về phía sau một bước, cái đó lại buông tiếng cười lạnh như điên cuồng nói. Ngư Lan, ngươi ghen rồi ư? Tiếc rằng ngươi chỉ là một con hổ không có nanh vuốt, chớ làm dáng dọa nạt người khác. Trần Gia Lân phùng mang trợn mắt, hắn đã có một cảm giác phát điên. Hắn chỉ muốn gầm rống và giết người, hai tay bấu chặt vào song sắt, hình như muốn dặn hỏng cả song sắt này vậy. Chúc Long xếp ngược đôi lông mày lên, biểu môi trêu chọc nói. Ngư Lan, ngươi không chúc mừng ta sao? Trần Gia Lân nghiến răng ken két nói. Ta chúc mừng ngươi chết không nơi chôn xác đó. Trần Gia Lân trải qua một cơn xúc động mãnh liệt, sau đó bình tĩnh lại. Hắn nghĩ rằng phải chăng Chúc Long chỉ cố tình trêu chọc mình. Sư đệ Thất Tâm Nhân đã giải cứu cho Đào Ngọc Phân rồi. Hơn nữa nàng yêu Thất Tâm Nhân, chẳng lẽ nàng lại thoát khỏi nanh cọp, lại sa vào miệng sói nữa hay sao? Nếu lời nói của Chúc Long không hư dối, vậy thì nàng đã bị bọn Thiên Hương Môn bắt lại lần nữa. Nàng đành lòng gả cho Chúc Long sao? Khi đánh mất món đồ mới cảm thấy nó trân quý. Tâm ý của con người vốn là kỳ lạ như vậy đó.
Trần Gia Lân suy nghĩ tới đây rồi thản nhiên nói: Chúc Long, nếu Đào Ngọc Phần chịu gả cho ngươi, vậy đây là đệ nhất kỳ sự trong võ lâm rồi. Chúc Long biểu môi nói: Nhưng kỳ sự này sắp biến thành sự thật, người ắt uống được một ly rượu mừng chứ không sai. Trần Gia Lân nghiến răng nói: Làm thế nào nàng lại lọt vào tay của bọn ngươi lần nữa? Chúc Long nói: Người chớ thắc mắc điều này làm gì. Trần Gia Lân bất giác gầm rống rồi nói: Người không xứng đáng, người chỉ là một con chó thôi. Chúc Long mặt không biến sắc nói: Ngự Lan, người muốn nói sao cũng được. Ta là một con chó, vậy thì nàng gả cho chó. Còn ngươi là người thì sao? Trần Gia Lân phùng mang trợn mắt. Hắn sực dở lẽ. Chúc Long cố ý dài dò mình. Gã xem điều này là một thú vui. Chúc Long quay người nhìn ra thông đạo một lượt rồi nói: Ngư Lan, hãy bình tĩnh một chút nào. Ta rất biết thương Hoa Chiều Ngọc, không khi nào làm trái ý mỹ nhân cả. Nàng yêu cầu ta trước khi động phòng được gặp ngươi một lần cuối, ta đã bằng lòng. Ồ, nàng đến kia rồi. Một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện, mình mặc áo trắng đẹp tựa tiên nữ giáng trần. Trần Gia Lân lấy tay dụi mắt, quả thực không sai chút nào. Người vừa xuất hiện chính là võ lâm tiên cơ Đào Ngọc Phân. Chỉ trong bỗng chốc này, hình như thế giới này sắp đến ngày tận cùng. À trời ơi, đây là sự thật kia mà. Hai mắt của hắn choáng váng tối sầm lại, vội nắm chặt song sắt, cố kiềm giữ thân thể không để loạn choạng sắp ngã xuống. Đào Ngọc Phân bước tới thông đạo cùng Chúc Long sánh vai đứng trước phòng giam. Bốn mắt nhìn nhau, Trần Gia Lân như bị ném vào cái chảo dầu, khí huyết toàn thân như sắp phải nổ tung lên. Chúc Long cười khải rồi nói: Phần muội, nếu nàng có điều gì muốn nói thì cứ việc nói đi. Quả thật Trần Gia Lân không ngờ Chúc Long lại thốt ra hai chữ phần muội như thế. Đào Ngọc Phân nói giọng u quán: Ngư Lan ca, chàng chớ có hận ta, cũng chớ có oán trách ta, ta bị buộc phải như vậy. Trần Gia Lân buông tiếng cười như điên cuồng một hơi dài rồi sau đó dứt tiếng cười nói: Đào Ngọc Phân, ngươi là ngươi, còn ta là ta. Ta có tư cách gì mà oán hận ngươi chứ? Cho dù ngươi vào chốn thanh lâu bán vui, hoặc vào hẻm liễu đón khách, cũng chẳng có can hệ gì đến họ Trần này hết. Nói xong hắn lại cười lên như điên như dại một lần nữa. Đào Ngọc Phân rất bình tĩnh, đợi cho hắn ngưng cười rồi sau đó mới lên tiếng nói: Trước kia ta gả cho chàng, bây giờ ta gả cho y, thải đều là mệnh lệnh của lệnh chủ, đây chẳng có gì khác biệt cả. Trần Gia Lân điên cuồng gầm rống nói: Người hãy cút ra khỏi nơi đây, ta không muốn nghe người giải thích. Đào Ngọc Phân nói giọng u quán: Chớ quên rằng chàng là một võ sĩ, chàng là con trai của thiên hạ đệ nhất kiếm, thuận nghịch đối với đại trượng phu chẳng có đáng kể gì hết, ta chỉ nói bấy nhiêu lời thôi. Trần Gia Lân bịt tai, thân người của chàng loạng choạng lùi ra góc nhà lao, đánh bạch một cái ngồi trên đất luôn, suýt nữa thì hai mắt đã phun ra máu. Cả hai bóng người song song biến mất, kêu ầm một tiếng, cửa song sắt bên ngoài đã đóng lại luôn. Gã cai tù buông tiếng cười như điên như dại, chẳng biết gã cảm thấy thú vị hay là khinh thường hắn đây. Những tiếng cười châm biếm của ma quỷ từ bốn phương vang vào. Trần Gia Lân, ngươi không phải là một võ sĩ. Trần Gia Lân, ngươi không nên bước vào con đường giang hồ. Trần Gia Lân, ngươi chỉ thích hợp làm nghề đánh cá thôi. Hắn bịt chặt hai tay, thế nhưng những âm thanh đó nó cứ tiếp tục vang lên mãi. Hắn đứng dậy rồi sau đó lại ngồi xuống. Âm thanh của Đào Ngọc Phân lại vang tới: Chớ quên rằng ngươi là một võ sĩ, chớ quên rằng ngươi là con trai của thiên hạ đệ nhất kiếm, thuận nghịch đối với đại trượng phu chẳng đáng kể chút nào. Nàng nói những câu này có nghĩa là sao? Châm biếm ư? Hay là lời khích lệ? Nàng có xứng đáng nói những lời này không? Ngươi là ngươi, ta là ta. Đây là lời nói của hắn. Tất cả đã yên lặng. Hắn bỗng nhiên được giải thoát từ trong cơn điên loạn. Những gì thực tế còn lại ở trước mắt chỉ là ánh sáng đèn đuốc như lửa ma. Những song sắt có đường kính to bằng bắp tay,
và vách đá lạnh như băng tuyết. Thình lình, tiếng chân người ở phòng giam kế bên lại nổi lên. Rất khẽ, rõ ràng người ở trong phòng giam đang bước đi. Trong hoàn cảnh tịch mịch như tờ, dù một con ruồi bay ngang cũng có thể nghe thấy rất dễ dàng và rất rõ. Ai có đồng một số phận như mình lại bị giam nhốt ở hắc lao này vậy? Hắn rất muốn xem, nhưng thị giác không thể nhìn xuyên qua vách đá, đồng thời cũng không thể nhìn qua cửa ngoài vòng của song sắt. Hiếu kỳ là thiên tính của con người. Mặc dù hắn không muốn nói với bất cứ ai, nhưng đối với người bạn cùng số phận ở phòng giam kế bên thì hắn khao khát muốn biết tại sao đối phương bị nhốt tại đây. Thế rồi hắn đi tới trước cái lỗ song sắt sát phòng giam kế bên, lấy tay gõ vào vách đá nói: "Bạn hữu, người ở phòng kế bên đó là ai vậy?" Tiếng chân bước dừng lại. Hắn cho rằng đối phương chuẩn bị trả lời, nhưng một hồi thật lâu chẳng thấy phản ứng gì cả. Hắn không chịu nổi lại lên tiếng hỏi lần nữa: "Bằng hữu, ngươi là ai vậy?" Lần này đã có phản ứng rồi, là giọng nói của một thiếu nữ: "Kiếm Cùng, Kiếm Cùng." Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác giật bắn người lên. Thiếu nữ bị nhốt này là ai thế? Tại sao đối phương lại đề cập đến thanh kiếm Cùng? Hắn nằm chiêm bao cũng không ngờ được người bị nhốt ở trong phòng giam kế bên lại là một nữ nhân. Kiếm Cùng ư? Ngoại trừ mình, sư đệ và phụ thân, còn ai sử dụng kiếm Cùng nữa? Hắn càng lấy làm thắc mắc khó hiểu rồi hấp tấp hỏi tới: "Cô nương là ai vậy?" Đối phương vẫn trả lời bằng câu nói lúc nãy: "Kiếm Cùng, Kiếm Cùng." Trong lòng Trần Gia Lân nóng ruột hết sức. Chẳng lẽ cô ta chỉ biết nói có hai chữ này thôi sao? Cô ta là một người ngốc ư? Thế nhưng người ngốc nghếch không khi nào lại bị nhốt ở trong phòng giam đặc biệt như thế. Hắn kiên nhẫn rồi hỏi tiếp, nhưng đối phương vẫn trả lời như thế. Hắn tức đến đội muôn dặn gãi song sắt sang bên đó xem thế nào. Nhưng điều này không thể xảy ra. Hắn cứ dậm chân lia lịa rồi sau đó về ngồi ở góc phòng giam. Hắn nghĩ nát óc cũng không làm sao hiểu nổi tại sao cô ta chỉ phát ra được có hai chữ kiếm Cùng mà chẳng nói được câu nào khác hết. Chắc phải có nguyên nhân gì đây. Thế nhưng là nguyên nhân gì? Nếu bảo rằng cô ta thọ trọng thương thì cô ta không thể đi đứng, tại sao cô ta chỉ thốt ra hai chữ kiếm Cùng mà chẳng nói điều gì khác? Đây không phải là tên người, cũng không phải là địa danh, đồng thời cũng không thể tượng trưng cho sự việc gì hết. Thình lình ngay lúc này có một âm thanh từ song sắt bên ngoài vang tới: "Ủa, sao lại là cô nương?" "Trong nhà bếp đang bận rộn chuẩn bị hỷ sự ngày mai, không ai rảnh nên ta đưa thức ăn vào đây." "Ồ, cơm nước hôm nay đặc biệt phong phú hả?" "Ý của tổng giám ngại rằng phạm nhân bị đói sẽ mất giá trị lợi dụng, để ta giúp cho cô nương." "Miễn đi, đây là lần đầu tiên ta vào nhà lao, muốn mở mắt xem cho biết cảnh tượng trong ấy thế nào." "Ồ, nghe nói tổng giám đối với cô nương rất là..." "Câm miệng lại, người dám vô lễ chăng?" "Dần dần, nói đùa thôi, cô nương chớ có trách, xin mời." Âm thanh nữ nhân này rất quen thuộc, thế rồi Trần Gia Lân bất giác lưu ý ngay. Kêu sột một tiếng, cửa song sắt được mở tung ra. Chỉ thấy một nữ nhân tay cầm một rổ đan bằng tre thoăn thoắt bước tới, chỉ trong nháy mắt đã đến bên ngoài song sắt nhà lao. Trần Gia Lân từ từ bước tới trước, phóng mắt nhìn kỹ mới hay đối phương chính là Tiểu Ngân Tử, tỳ nữ của Vũ Diễm Hoa. Hắn lại liên tưởng đến cảnh tượng Vũ Diễm Hoa đã chết bất đắc kỳ tử và khi còn tại thế đã tha thiết yêu mình, bất giác mũi lòng buột miệng nói: "Người..." Tiểu Ngân Tử vội chỉ tay vào miệng kêu một tiếng. Trần Gia Lân trông thấy động tác thần bí của ả, bất giác câm miệng lại ngay. Trước hết Tiểu Ngân Tử đưa một phần ăn đến phòng lao kế bên, sau đó mới quay trở lại mang từng món thức ăn và cơm truyền từ lỗ song sắt đưa vào bên trong, đồng thời hạ thấp giọng nói: "Thiếu hiệp, công lực của người mất rồi chắc?" Trần Gia Lân nghe ả nói bất ngờ như vậy
tức thì ngẩn người ra tại chỗ. Hắn không hiểu dụng ý của đối phương nên chẳng có đáp lời. Dọn hết thức ăn ra, kế đó là một bộ y phục, Tiểu Ngân Tử âm trầm truyền vào trong và nói: "Khi nghe thấy tiếng động, hãy mau mau thay bộ đồ này vào, coi chừng chớ để cho bọn cai tù phát hiện." Tức thì Trần Gia Lân lấy làm xúc động, hắn đã ý thức đây là thế nào rồi. Hắn bèn hạ giọng nói: "Tiểu Ngân Tử, ai bảo ngươi hành động như vậy?" Tiểu Ngân Tử ngoái cổ nhìn ra sao rồi nói: "Bây giờ khoan hả hỏi, hãy lo ăn cho no bụng trước đi." Trần Gia Lân im lặng không nói gì nữa. Tiểu Ngân Tử quay người đi ra, sau đó đóng cửa song sắt lại. Trần Gia Lân bắt đầu bồn chồn nghĩ bụng. Trong tình hình sắp có người đến cứu mình, nhưng là ai thế? Có lẽ đây là tổng đà của Thiên Hương Môn không sai rồi. Người nào có bản lĩnh ra vào Long Đàm Hổ Quyệt này? Không cần phải hỏi cũng biết Tiểu Ngân Tử là nội ứng. Hắn sực liên tưởng đến câu nói lúc nãy của Võ Lâm Tiên Cơ: "Chớ quên rằng ngươi là võ sĩ, thuận nghịch chẳng đáng kể gì hết." Vì lúc đó hắn đang nổi giận nên chẳng bình tâm suy nghĩ. Bây giờ nghĩ lại hình như có ý nghĩa sâu sắc ở trong đó. Chẳng lẽ chính nàng muốn giải cứu mình, nhưng cậy vào bản thân nàng có nên hay không đây? Tức thì ý niệm cầu xin bỗng khởi lại. Hắn lại liên tưởng đến thiếu nữ bị nhốt cạnh ở bên phòng. Cô ta là ai? Tiếp rằng quên hỏi Tiểu Ngân Tử, nếu như cô ta cũng là một nạn nhân bị hãm hại nên thừa dịp này giải cứu cho cô ta luôn. Bản thân hắn có được cứu thoát khỏi ngục lao này hay không cũng là một vấn đề nan giải. Nhưng hắn lại lo nghĩ cho người khác trong lúc này, đây chính là tác phong của một chân võ sĩ. Hắn xem xét bộ y phục mà Tiểu Ngân Tử đã gửi vào, đó là một bộ trang phục võ sĩ quý phái. Hắn cũng không biết tại sao hắn phải mặc bộ trang phục này, nhưng hắn biết chắc là trong đó có nguyên nhân. Đây là một phòng ngủ rất hoa lệ, chẳng thua gì khuê cát của một thiên kim phú gia. Một nam một nữ ngồi trên ghế ở hai bên bàn. Nam nhân là Hoa Thái Tuế Chúc Lâm, còn nữ nhân là Võ Lâm Tiên Cơ Đào Ngọc Phân. Người ta thường nói rượu ngon khiến cho người ta say mê, nhưng mỹ nhân lại càng làm cho người ta say mê hơn. Bây giờ Chúc Long đối diện với giang hồ đệ nhất mỹ nhân, quả thật gã đã say rồi. Gã đang tận tình và tùy ý thưởng thức, chỉ thiếu điều hai bên khóe miệng chảy nước dãi nữa thôi. Thử nghĩ rằng tối mai vị gia nhân tuyệt đại này sẽ trở thành vợ của gã, chỉ cách một đêm nữa thôi, cả con người mỹ nhân sẽ thuộc về của gã. Động phòng qua chút chẳng khác gì đề danh trên bảng vàng, bảo gã không vui mừng sao được. Gã cứ trơ mắt chăm chăm nhìn mỹ nhân không hề chớp cái nào cả. Đào Ngọc Phân trông thấy thế lấy làm khó chịu. Nàng biểu môi làm dáng nói giọng nũng nịu: "Tại sao phải trơ mắt nhìn người ta hoài vậy?" Mồm miệng lanh lợi của Chúc Long bỗng trở nên cứng đờ. Hắn ấp úng nói: Vì nàng đẹp quá." Đào Ngọc Phân hé môi khẽ cười. Chẳng biết nàng cười thật hay là cười giả đây. Nàng khẽ trao đôi lông mày liễu lại rồi nói: "Người luôn luôn theo sát ta, có lẽ người xem ta như là một phạm nhân chăng?" Chúc Long trả lời ngay: "Không dám, nàng chớ có nói như thế. Ngày mai chúng ta là vợ chồng với nhau rồi. Lệnh chủ từng nói rằng không truy cứu việc lệnh đường nữa, chỉ cần nàng trung thành thuận phục." Đào Ngọc Phân nghiêng đầu nói: "Chớ nói những điều bực mình này nữa." Chúc Long cũng ngoan thật, gã vội nói giọng dịu dàng rằng: "Vâng, thì không nói nữa." Đào Ngọc Phân bụm miệng rồi nói: "Người cũng khá ngoan đó." Chúc Long cười hi hí rồi nói: "Nếu được ngoan với nàng cũng là phước của ta đó." Đào Ngọc Phân nói: "Người chớ có nịnh hót nữa, ta buồn ngủ rồi." Chúc Long bộ mặt rất là kỳ dị, hắn thấp giọng nói: "Phần muội sớm một đêm cũng chẳng có hề chi, ta muốn ở lại đây hầu nàng có được không?" Đào Ngọc Phân xa sầm nét mặt rồi nói: "Người nói thế nghĩa là sao hả? Người đã xem ta như người như thế nào đây?" Chúc Long vội đổi giọng nói: "Phần muội nàng chớ có nổi giận,
Ta chỉ nói rằng ngồi lại trò chuyện cùng nàng thôi. Đào Ngọc Phân lạnh lùng nói, được, ta biết người dân lệnh giám sát ta, sợ ta bỏ chạy. Thật ra nếu ta muốn lẩn trốn thì ta hà tất tự động quay trở về xin tội với môn chủ làm gì. Bây giờ thế này, hai chúng ta uống rượu giải khuây. Chúc Long ngạc nhiên nói, uống rượu ư? Đào Ngọc Phân nói, không chịu thì thôi, vậy hai chúng ta cứ câm miệng ngồi điếm canh là được rồi. Chúc Long vội ngồi dậy nói, được, ta đích thân mang rượu vào ngay. Đào Ngọc Phân hết giận lại cười nói, như vậy chẳng ép chàng nữa. Chúc Long nghe nói thế, ngọt tận đáy lòng nói, việc nhỏ nhỏ không có đáng kể chi, ta phải phục vụ nàng cả đời nữa kia mà. Nói xong gã quay người bước ra cửa phòng ngay. Đào Ngọc Phân hai tay đỡ má, hình như đang suy nghĩ tâm sự gì thì phải. Chẳng mấy chốc thì Chúc Long đã bưng một mâm thức ăn và một bình rượu, hai phần ly đũa. Gã vừa bày đồ lên bàn vừa nói, ngày mai làm hỷ sự nên mới có sẵn những thức ăn này, đến bây giờ nhà bếp vẫn còn bận rộn. Gã vừa nói vừa rót rượu, sau đó nâng ly nói, Phân muội, chúng ta cạn ly đầu tiên, lấy cát cát tường nào. Đào Ngọc Phân mỉm cười một tiếng, nâng ly uống một hơi cạn. Chúc Long lắc cái ly rồi nói, Phân muội, ta cảm thấy rằng ta và ngươi hạnh phúc nhất ở trên đời này đó. Nói xong gã lại rót đầy một ly rượu nữa. Đào Ngọc Phân e thẹn nói, ta cũng có cảm giác như vậy. Ngươi là nam nhân, ta không thể so với ngươi. Ngươi uống ba ly, ta đáp lại một ly, như vậy có được không? Chúc Long vỗ tay nói, được, chúng ta cứ tận tình uống say một hơn. Dài ly vào miệng, hồ ly tinh đã để lộ cái đuôi ra ngoài ngay. Lời nói không văng nhã như lúc ban đầu nữa. Đào Ngọc Phân chỉ cười cho qua chuyện, chẳng mấy chốc đã uống hết một bình rượu. Đào Ngọc Phân khẽ gọi tiếng tiểu ngân tử, kêu dân một tiếng rồi bước vào ngay. Đào Ngọc Phân chỉ bình rượu nói, hãy chọn rượu thật ngon nha. Chúc Long mở to hai mắt nói, tiểu ngân tử, hãy mang thêm một phần ly đũa nữa, ba chúng ta sẽ cùng uống một thể. Tiểu ngân tử vừa cười vừa bước ra ngoài luôn. Chúc Long được hơi rượu, giơ tay nắm chặt bàn tay mềm nhũn của Đào Ngọc Phân. Đào Ngọc Phân vội rút tay về rồi nói, ngươi định làm cái gì vậy? Chúc Long không dám làm quá, y rụt tay lại rồi nói, Phân muội, ngày mai nàng là người của ta rồi, chúng ta thân cận một chút có sao nào. Đào Ngọc Phân nghiêm sắc mặt nói, ngày mai là ngày mai, hôm nay là hôm nay, ta không phải là lộ liễu tường hoa. Chúc Long làm mặt dày nói, Phân muội, ta không để đợi ngày mai được đâu. Đào Ngọc Phân xa sầm nét mặt nói, ta chẳng ưa người tỏ thái độ như thế. Chúc Long làm ra mặt hề rồi nói, được, nếu mỹ nhân không vui thì ta đành tuân mệnh. Tiểu ngân tử mang rượu vào và một phần ly đũa nữa. Trước hết rót rượu cho hai người, sau đó mới rót cho mình một ly, luồn tiện kéo ghế ngồi một bên, hai tay nâng ly rồi nói, thưa ngài tổng giám, y luật một đổi ba, tiểu tỳ xin kính ngài một ly. Chúc Long nói, một ly đổi một ly thôi, ta sợ sai lắm. Tiểu ngân tử biểu môi nói, thế nào, chê ta là hạ nhân chăng? Chúc Long cười ha hả một tiếng rồi nói, người chớ nói như thế, ta sẽ uống ba ly đây. Nói xong gã thực đã nốc cạn ba ly liền. Tiểu ngân tử nâng ly nói, này tổng giám, chúc người tóc đen sống đến già. Chúc Long mặt hơi biến sắc nói, tiểu ngân tử, ngày mai là ngày tốt của ta, vạn sự phải chúc cát tường, tại sao người... Tiểu ngân tử trợn hai mắt rồi nói, người bảo ta thốt lời cát tường, ta không quen nói. Chúc Long lại nói, tiểu ngân tử, ta hiểu tâm sự của người. Tiếp theo tiếng cười, gã lại nốc cạn một ly rồi sau đó nói tiếp, người ghen đó ư? Tiểu ngân tử lạnh lùng tằng hắn một tiếng không nói gì hết. Đào Ngọc Phân nói giọng u quán, bây giờ là canh mấy rồi? Tiểu ngân tử nói, sắp đến canh ba rồi, tất cả mọi người đã nhập giấc mộng từ lâu. Chúc Long bỗng giơ hai tay vịn vào cạnh bàn rồi nói, không được rồi, tại sao? Ôi,
Ê da, sao ta sai quá vậy nè? Đào Ngọc Phân cười khải rồi nói, trăm năm một giấc sương mộng, sai thì cứ ngủ đi. Hình như Chúc Long Sực cảm thấy tình hình không ổn, định ngồi dậy nhưng chẳng còn một chút sức lực nào hết. Gã chỉ đứng lên được nửa người rồi đánh bạch một cái té ngồi xuống trở lại ghế, miệng mấp máy nói chẳng rõ mấy câu. Các người dám... Gã chưa nói hết đã nằm gục đầu ở trên bàn. Đào Ngọc Phân lấy tay quạt tắt ngọn đèn rồi sau đó ngồi dậy điểm vào người của Chúc Long hai cái. Gỡ thanh kiếm thắt lưng của gã ra rồi nói, Tiểu Ngân Tử, ném gã hôi thối này vào dưới gầm giường đi. Tiểu Ngân Tử nghiến răng nói, ta phải giết gã, gã làm bẩn thân ta. Đào Ngọc Phân ngăn cản lại nói, không được, chưa đến lúc phải kết liễu gã. Nếu giết gã bây giờ đại sự sẽ hỏng hết cho mà coi. Tiểu Ngân Tử căm phẫn dậm chân một cái, lôi Chúc Long vào gầm giường. Sau đó xếp gọn chăn gói ở trên giường nói, bây giờ nó làm thế nào đấy? Đào Ngọc Phân hạ thấp giọng rồi nói, chúng ta lập tức hành động ngay. Tiểu Ngân Tử kêu lên một tiếng rồi nói, xích nữa ta quên mất một điều. Nói xong nàng cúi người xuống, thò tay vào túi áo của Chúc Long lấy ra một đạo mẫu đơn kim lệnh. Đào Ngọc Phân khẽ đẩy Tiểu Ngân Tử một cái rồi nói, người đi trước hãy cẩn thận một chút đó. Ngọn đèn như lửa ma trong địa đạo, ngày cũng như đêm chưa hề tắt bao giờ. Trần Gia Lân tâm sự chan chứa ở trong lòng, cứ đi đi lại lại ở trong phòng lao. Thình lình ngay lúc này có một tiếng kêu ừ từ cửa phòng song sắt vọng vào. Vang tới hình như là một người nào đó bỗng nhiên bị bụp miệng lại. Hắn động lòng lùi về phía trong góc lao, đưa mắt chăm chú nhìn theo dõi bên ngoài. Cửa song sắt được mở tung ra, có hai bóng người thấp thoáng nhảy vào bên trong. Trần Gia Lân suýt nữa buộc miệng la lên. Té ra hai bóng người này chính là Võ Lâm Tiên Cơ Đào Ngọc Phân và Tiểu Ngân Tử. Hắn ngẩn người ra trong giây lát, rồi sau đó sực nhớ lại lời căn dặn của Tiểu Ngân Tử, thế rồi lập tức thay mặc bộ đồ trang phục võ sĩ ấy vào ngay. Tiểu Ngân Tử mở khóa cửa lao rồi nói, hãy ra ngoài nhanh lên. Dứt lời y bước ra cửa phòng giam kế bên. Đào Ngọc Phân bước tới cửa nhà lao nói, tỷ phu, chàng đi có được chăng? Trần Gia Lân có nhiều vấn đề muốn hỏi, thế nhưng bây giờ chẳng tiện chút nào. Hắn xúc động nói, công lực của ta vẫn còn. Đào Ngọc Phân cả mừng nói, vậy thì may quá. Này, hãy cầm lấy thanh kiếm của chàng. Nói xong ném thanh kiếm sang hướng của Trần Gia Lân luôn. Trần Gia Lân đón lấy thanh kiếm, nhìn thoáng qua một cái quả thực đúng là thanh kiếm của mình. Bất giác chàng cả mừng rồi vội vàng dắt vào lưng. Sau đó bước ra ngoài nhà lao. Hắn thấy Tiểu Ngân Tử đỡ một người từ trong phòng lao kế bên bước ra. Khi hắn nhìn rõ mặt mũi đối phương bất giác kêu lên, Tử y tiền tử Lương Tiểu Ngọc. Hắn trố mắt ra nhìn mới thấy mặt mày của Lương Tiểu Ngọc ngơ ngáo, hai mắt vô thần, hình như mắc cơn bệnh nặng. Chàng ngạc nhiên hỏi, cô ta bị sao vậy? Đào Ngọc Phân nói, bây giờ tạm thời không hỏi đến. Công lực của chàng chưa mất, vậy thì giảm bớt phần lo này. Chúng ta hãy rời khỏi đây ngay. Chàng không nên lên tiếng. Trang phục của chàng đang mặc ở trong người là thân phận của Chúc Long. Hãy cố gắng chớ để cho họ trông thấy chân diện của chàng. Nói xong nàng bước qua cổng Lương Tiểu Ngọc lên và nói tiếp. Tiểu Ngân Tử, ngươi dẫn đường đi trước. Chiếu nguyên theo kế hoạch mà hành động. Trần Gia Lân có cảm giác như còn trong cơn chiêm bao. Cứ mơ mơ màng màng đi theo họ. Ra khỏi địa lao xuyên qua một cửa viện. Bên kia sân trống là bức tường rào khá cao. Một cánh cửa gỗ dày nặng đang đóng kín. Kế bên cánh cửa nọ có một gian nhà gỗ nho nhỏ đang còn thắp đèn. Thoáng nhìn qua biết ngay đây không phải là cổng chính. Tiểu Ngân Tử ra dấu bảo Trần Gia Lân dừng bước lại. Á cố tình đi mạnh tiếng chân sang bên đó. Đào Ngọc Phân cổng Lương Tiểu Ngọc núp trong bóng tối. Có một cái đầu từ trong cửa nhà gỗ nho nhỏ thò ra la lớn tiếng nói, ai đó? Tiểu Ngân Tử đã bước tới trước cửa nhà gỗ nói giọng giòn giả, chính là Tiểu Ngân Tử ta đây. Cánh cửa căn nhà gỗ được mở tung ra, có một hán tử to con xốc kiếm bước ra ngoài nghiêng đầu nói, ồ, là Ngân Tử cô nương, đêm khuya canh ba, có việc gì chăng? Tiểu Ngân Tử giơ cao mẫu đơn kim lệnh rồi nói, tổng giám sát cần ra ngoài, có việc khẩn cấp, hãy mở cửa nhanh lên.
Hán tử áo đen đưa mắt nhìn về hướng Trần Gia Lân một lượt, lập tức mở khóa đẩy tung cửa ra, sau đó đứng nghiêm ở một bên. Trần Gia Lân cúi đầu bước ra khỏi cửa. Động tác của Đào Ngọc Phân cũng khá nhanh nhẹn. Trần Gia Lân vừa đứng lại thì cô ta cũng đã vừa ra tới. Hán tử áo đen bất giác sinh nghi ấp úng nói: "Tiểu Ngân Tử cô nương." Tiểu Ngân Tử trầm giọng nói: "Đây là hành động cơ mật cấm hỏi. Bây giờ ngươi soi đèn ra hiệu thông báo cho Toán Mai Phục không được ngăn cản." Hán tử áo đen không dám hỏi gì nữa, lập tức leo lên đỉnh rồi châm sáng ngọn đèn hiệu. Thế rồi từ trên đường đi, không ai lên tiếng tra vấn nữa. Chẳng mấy chốc họ đã ra khỏi phạm vi canh phòng. Trần Gia Lân ngoái cổ nhìn lại phía sau, chỉ thấy khu toàn những nóc nhà nằm trong bóng tối đen như mực, ngoài ra chẳng trông thấy gì hết. Một đoàn gồm 4 người chạy một hơi hơn 10 dặm đường tới một ngôi miếu lớn. Tiểu Ngân Tử tỏ ra rất quen thuộc đường xá đã hướng dẫn Trần Gia Lân và Đào Ngọc Phân vào trong hậu viện. Đào Ngọc Phân đặt Lương Tiểu Ngọc xuống đất và thở dài một tiếng nhẹ nhõm. Ánh trăng ngoài trời sáng mờ mịt. Trần Gia Lân thắc mắc nãy giờ hấp tấp lên tiếng hỏi ngay: "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?" Đào Ngọc Phân nói: "Tài dân mệnh lệnh vào hang cọp cứu ngươi. May mà gặp được Tiểu Ngân Tử, y đau lòng về cái chết của Vũ Diễm Hoa, nhưng chẳng có biện pháp gì thoát thân. Tình cờ gặp cơ hội ngàn vàng này." Trần Gia Lân nói: "Cứu người nhưng cứu ai thế?" Đào Ngọc Phân nói: "Điều này không cần phải hỏi. Đương nhiên là cứu chàng, luôn tiện cứu cả Lương cô nương đây. Đây là điều bất ngờ." Trần Gia Lân ngạc nhiên hỏi: "Dân mệnh lệnh của ai?" Đào Ngọc Phân trầm tư giây lát sau đó nói: "Của Thu Thi Khách." Nghe nói thế Trần Gia Lân giật bắn người lên. Chàng thất thanh nói: "Nói như vậy là Thu Thi tiền bối chưa bị nổ chết sao?" Đào Ngọc Phân nói: "Không. Sau khi lão nhân gia người vừa bước vào cửa thác, thấy không có ai ngăn cản, lão biết ngay tình hình bất ổn, bèn lập tức nhảy ra cửa sổ. Vì thế mà thoát kiếp nạn này, chỉ bị thương nhẹ thôi." Trần Gia Lân thở phào một tiếng rồi nói: "Thế còn ba lão tiền bối bị nhốt trong địa thất dưới tháp thì sao?" Đào Ngọc Phân mỉm cười nói: "Đã thoát thân từ lâu rồi. Với mưu trí của Trường Thiệt Thái Công, muốn thoát thân chỉ là chuyện dễ dàng thôi. Địa thất đó do một vị tiền bối đánh tục thiết kế, lại phàm những mật thất này ắt phải có lối ra riêng, bằng không khi xảy ra sự cố há chẳng phải là bó tay chờ chết hay sao?" Trần Gia Lân thầm nhủ: "Lạ thật, tại sao Thu Thi Khách dám mạo hiểm bảo Đào Ngọc Phân vào hang cọp cứu người? May mà thành công, nếu để xảy ra chuyện bất trắc thì thật là hậu quả khó lường. Sở dĩ nước cờ này thành công hoàn toàn là do sắc đẹp của Đào Ngọc Phân và Trúc Long là người say mê tửu sắc." Hắn suy nghĩ tới đây rồi lại lên tiếng hỏi: "Thế còn gã Trúc Long đâu rồi?" Đào Ngọc Phân nói: "Bây giờ có lẽ vẫn còn yên giấc ở dưới gầm giường." Trần Gia Lân ngạc nhiên hỏi: "Tại sao không giết phớt gã cho rồi?" Đào Ngọc Phân nói: "Nếu giết chết gã thì ai chịu tội thay cho gã đây? Việc của Lương cô nương chưa đưa ra ánh sáng. Tử Y La Sát không phải là nhân vật dễ đụng đâu. Bây giờ thiên hạ sẽ đại loạn cho mà coi." Trần Gia Lân đưa mắt nhìn Lương Tiểu Ngọc, thấy cô ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, không cử động chút nào hết, y hệt như là một thiếu nữ ngớ ngẩn. Bất giác câu mày hỏi: "Lương cô nương bị sao thế?" Tiểu Ngân Tử lên tiếng đáp: "Cô ta bị mất hết công lực, cả tâm thần cũng bị khống chế luôn. Bây giờ xem như y chỉ là một thây ma sống thôi." Trần Gia Lân nghiến răng ken két rồi nói: "Thủ đoạn cay độc thật. Quả thật trước kia ta phán đoán không sai chút nào. Ta nói rằng chính Trúc Long gây nên vụ án này. Gã này không còn một chút nhân tính nào hết. Chẳng biết còn cách nào có thể cứu chữa cho cô ta không vậy?" Đồng thời ngay lúc này Lương Tiểu Ngọc miệng mấp máy kêu lên: "Kiếm cùng, kiếm cùng." Trần Gia Lân ngạc nhiên hỏi: "Cô ta cứ nói kiếm cùng mãi là có nghĩa sao?" Đào Ngọc Phân kêu hừ một tiếng rồi nói: "Chàng chưa nghĩ ra sao? Đây là một âm mưu đáng sợ. Đối phương cố tình hủy hoại tâm thần của cô ta, nhồi vào sọ của cô ta một danh từ này nhằm mục đích đổ tội lên đầu của Lệnh Tôn. Hơn nữa Lệnh Tôn và nhóm người Thiên Ngoại Tâm Ông là một phe với nhau. Tử Y La Sát chỉ có một đứa con gái cưng này, bảo sao bà ta không đại khai sát giới cho được chứ?"
Trần Gia Lân nghiến răng ken két rồi nói: quả thật là cây độc tàn nhẫn hết sức. Bây giờ đã cứu cô ta thoát hiểm, cứ việc mang sự việc nói rõ cho Tử Y La Sát. Đào Ngọc Phân lắc đầu nói: không được, Tử Y La Sát sẽ không có tin đâu. Bà ta sẽ nói rằng chúng ta bịa đặt ra chuyện này. Đồng thời Chúc Long và Mẫu Đơn lệnh chủ ác không thừa nhận hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Trần Gia Lân quýnh quán nói: vậy thì biết làm sao bây giờ? Đào Ngọc Phân nói: trước hết hội họp với chư vị tiền bối, tất cả mọi người cùng thương nghị. Nếu có thể làm cho Lương Tiểu Ngọc hồi phục thần trí thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết hết. Bằng không, cho dù có bắt được Chúc Long cũng vô dụng. Vì gã thành thật khai báo hay chẳng khai báo thì cũng phải chết, đương nhiên gã không thừa nhận rồi. Trần Gia Lân mặt mày ủ rũ, thở dài một tiếng rồi nói: đây là chỗ nào vậy? Tiểu Ngân Tử lên tiếng đáp: quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàng Hồng phần 57 của tác giả Trần Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 58 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.